Tiền vệ Phạm Thành Lương giải nghệ ở tuổi 34. Tiền vệ sinh năm 1988 giải nghệ, kết thúc sự nghiệp thi đấu ở tuổi 34 với bảng thành tích đồ sộ. Anh chuyển sang công tác huấn luyện nhưng không làm việc ở Hà Nội FC mà sẽ gia nhập câu lạc bộ khác. Thành Lương chia sẻ: "Tạm biệt Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, cảm ơn các cán bộ nhân viên đội bóng. Cảm ơn các thầy, các anh huấn luyện viên đã giúp đỡ, chỉ bảo và cùng nhau trên cả một hành trình dài. Cảm ơn những người đồng đội của tôi, chúng ta đã cùng nhau tập luyện và thi đấu, trong cả thành công lẫn thất bại luôn vì nhau." vì tập thể. Cảm ơn hội cổ động viên Conchas Hà Nội và những khán đài. Cảm ơn hội cổ động viên Phờ Giang Thụy Sĩ. Xin cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi trong suốt sự nghiệp, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thành Lương khởi nghiệp trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội FC từ năm 2013. Anh ra sân 235 trận ở V-League. Thời gian thi đấu của Thành Lương trong 3 năm gần đây giảm dần do tuổi tác. Anh chỉ đá chính một trận ở V-League 2023. Danh hiệu cá nhân lớn nhất của Thành Lương là 4 quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Tiền vệ này cũng là thành viên đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên năm 2008. Trong màu áo Hà Nội FC, Thành Lương giành 5 chức vô địch V. League 2013, 2016, 2018, 2019, 2022, 3 cúp quốc, quốc gia 2019, 2020, 2022 và 4 siêu cúp Việt Nam 2018, 2019, 2020, 2022. Cầu thủ khoác áo số 11 có 240 lần ra sân, ghi 18 bàn thắng cùng nhiều kiến tạo cho đồng đội lập công.